Hello, xin chào tất cả các bạn. Konnichiwa, minasan. Xin lỗi, em bắn như thế có trúng tim anh chưa? Nếu chưa, em bắn lại. Vì đã lỡ yêu em rồi, chẳng dám hứa xa xôi. Cứ nhắm mắt em lại. Hello, 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 welcome back to the channel. Hôm nay mình sẽ cho các bạn coi hai cái pickup mới. Hai cái pickup này là hai cái brand mà mình rất ít khi là mua. Như là lần đầu tiên mình mua của quần áo của hai cái brand này luôn đó. Thường thường hồi xưa mình chơi, mình mua thích mua đồ Nhật, đồ designer của Nhật. Nhưng mà bắt đầu từ tháng 12 với lại mấy tuần gần đây, mình Viên có xu hướng muốn mua mấy đồ luxury. Không biết sao nữa, tại vì chắc thấy nó chắc chơi đồ Nhật cũng hơn một năm rưỡi hai năm rồi, thấy cũng hơi chán chán. Bắt đầu thì vẫn thích đồ Nhật nhưng mà Viên muốn put that on the side for a little bit and then try out something new. Let's get right into it. So hôm bữa Viên đi mall, đi vô department store với mẹ, vô tiệm Neiman Marcus. Neiman Marcus là một cái department store giống như Diamond hoặc là Paxson gì đó, bán đồ y chang Barney's với lại Saks Fifth. Đang đi vô thì người ta có một cái sale, end of season sale, sale cuối mùa. Suddenly I saw this shirt. Đây cho các bạn thấy. Ta gói lại đàng hoàng. Thì cái shirt này là was a final sale. Đây, thử lấy ra cho các bạn coi. Thì mới đầu hôm đó mình đi cũng không có expect để mà mua cái gì hết trơn á. Nhưng mà tình cờ thấy cái này, thấy nó đẹp đẹp, thử lên thì mẹ nói nên mua, với lại giá rất là tốt. Chất liệu vải rất là mát. Tại vì Viên ít có áo mùa hè á. Áo mặc đi mùa hè thường mà áo t-shirt không, mà áo thun không à. Ít có cái áo nào cổ sơ mi lắm. Thì đây, Viên vô mua được một cái áo Balenciaga button up shirt, áo sơ mi Balenciaga. Áo sơ mi này rất là oversize nha. Không biết trên này nó để size gì nữa. Đây, cái tag. Đây cái mạc của Barney's đây. Cái mạc của Balenciaga chứ. Final sale. Giá đầu các bạn thấy là 1090 đô. Ngàn mốt đi, thuế má vô ngàn mốt đi. Nhưng mà giá Viên mua là 3, còn có 370 à. Mặc lên thì thấy chất lượng vải rất là tốt. Để coi coi, size này size 41. Chẳng biết 41 là size gì nữa. Mặc to lắm. Tại vì cái intended fit, cái fit mà người ta muốn làm cho cái áo này thì nó là oversize. Cái mặt. Fabric silk, 100% silk. Silk 100%. Vải siêu á. Viên ít có vải siêu lắm, hình như cái này là cái áo đầu tiên mà Viên mua có vải siêu. Mặc mùa hè rất là mát. Thì chi tiết nó cũng không có gì nhiều, nó chỉ là logo cái chữ Balenciaga nguyên trên nguyên cái áo luôn thôi. Nhiều và lạ, nó mà Balenciaga nó ghi font, nó nhiều những cái font khác nhau. Nhìn hơi thường thường nhưng mà mặc lên rất là đẹp. Xíu nữa sẽ cho các bạn coi the B-roll. Next up, tiếp theo là một cái áo, cũng là áo sơ mi luôn, áo sơ mi tay ngắn mà Viên đã muốn rất là lâu rồi. Viên đã thấy cái áo này từ năm ngoái mùa đông năm, không phải năm ngoái nữa mà mùa đông năm 2018. Thấy trên mạng Max Fashion nhưng mà nó đã sold out, với lại lúc trước Viên không có
kiểu như là viên đầu tư tiền, viên vô những cái hãng khác giống như là Yoji và Eze, cũng nghĩ là mấy cái Yoji và Eze tại vì nó là archive đồ vintage nên rất là khó mua. Thì cái áo này mua lúc nào cũng được. Tháng 7 năm 2019 Viên đã thấy cái áo này trên một cái website bán còn có 550, nhưng mà lúc đó không có tiền cho nên không được mua. Mới vô thì người ta có cái áo này restock lại, thì Viên nói ok mua luôn. Vì Viên mua cái này trên Farfetch. Các bạn đã biết tới Farfetch rồi. Farfetch bán đồ online, người ta gửi rất là nhanh. Viên mua từ thứ năm, hôm nay thứ hai đã tới nữa. Gửi từ Italy qua DHL. Áo này là áo sơ mi, áo sơ mi Prada bằng vải nylon. Trên website người ta nói cái nylon này gọi là gabardine, not sure whether how it is pronounced. Vải dày cứng cáp lắm. Prada dùng cái vải này rất là nhiều trong những cái túi hoặc là mấy cái quần hoặc là mấy cái áo jacket của người ta. Thì nó có một cái logo trên cái túi áo bên tay trái, bên ngực bên tay trái. Logo làm được bằng sắt, lại có một cái miếng da ở dưới hình tam giác. Người ta dùng logo này rất là nhiều. Nó nhỏ nhỏ thôi, nó very minimal, nó very small, mà nhìn gần lại rất là đẹp. Cái cúc này là cúc snap button, gắn vô rất là dễ nha. The main reason that I bought this piece is the cut. Cái cut của cái áo này rất là boxy, rất là cropped, rất là wide. Tại cái vai Viên hơi nhỏ cho nên mặc những cái fit này vô nó hơi crop to ngang qua tí xíu thì nhìn cái vai nó sẽ đỡ hẹp hơn, nhìn rất là đẹp. Tại cái áo này á, dù hơi mắc tí xíu, Viên mua chừng 660, hơi mắc tí xíu nhưng mà Viên nghĩ là cái này mặc được lâu dài. Áo mặc rất là timeless, mặc được mùa xuân hạ thu đông luôn á, chỉ có mùa hè không biết mùa hè có mặc được không tại vì hơi nóng. That's about it for all the pickups as of now. So thank you guys for watching. I know this is a very short video. Viên muốn làm cái video này ngắn thôi, không có gì dài dòng. Viên muốn tiện video này nói cảm ơn các bạn đã đón xem từ bắt đầu từ tháng 9 vừa rồi. Channel đã từ lúc đầu mới có 200 subscriber thôi và bây giờ lên 850 rồi, gần 850 rồi, sắp gần 1000. Thì tới chừng nào tới 1000 subscriber, Viên nghĩ Viên sẽ làm một cái Q&A, một cái câu hỏi và trả lời. So if you have any questions, muốn các bạn có câu hỏi gì, or any recommendations, anything that you want to say, các bạn muốn nói gì, câu hỏi gì, hoặc là muốn recommend Viên làm video về cái gì, leave it down in the comments, ghi xuống comment, and I will get back to you in the next video. And please get people to subscribe. Mong các bạn share cái video này, nhờ bạn bè của mình subscribe cho Viên. Thank you so much for watching and I'll see you next time. Peace.